Được, chào các bác, cô chú, anh chị. Thưa với các bác, cô chú, anh chị là đến giờ làm cây rồi. Thì hôm nay em làm cái cây si này. Cây si nó một cái trực thiên nhiên. Trực thiên nhiên các bác. Đấy, thì mặt chính là mặt này. Nhìn nó béo nhưng mà cái tay cành thì lại, ngày xưa người ta lại xây dựng mặt này. Đấy, với lại mặt này. Thì cái mặt này với mặt kia thì bệ nó không thuận cho lắm. Đấy, có cái mặt này thì lại bệ rất rộng. Thì tay cành bị chỉnh, ngày xưa em bỏ chỗ này đi. Cái này sở hữu 2 năm trời rồi, nhưng mà thực tế là thuộc sở hữu của ông anh trai. Thì cái hồi mà em đục bệ và sửa tay cành cho ấy, thì bác ấy trồng luôn vào đất Nhật và chậu tàu vừa khít này luôn. Và thực tế là nó không thể nào nó phù hợp với cái cây vừa mới đục xong và cây nuôi là như cây phôi. Đấy, cây nuôi cây phôi là phải dưỡng như thế kia, vã phân như thế kia. Đấy, và kín bệ, vậy cứ đất Nhật khô không khốc hở ở này thì dễ bệ làm sao mà phun ra được. Phun ra được thì lúc nó lại khô. Tất nhiên giữ được, dưỡng được thì vẫn được, nhưng mà gần như là tưới lúc nó lại khô đi mà. Đấy, thì bây giờ là trong cái quá trình chuyên nghiệp hóa dần thì đeo vòng cho nó đây rồi. Tí nữa là cây có mỗi cây này là chưa vã phân này. Cây nào ôm ăn phân ngập mặt hết rồi. Và nhìn lộm nhộm phân này. Ăn phân ngập mặt hết rồi. Đấy, thì hôm nay làm cái cây này trước mắt ấy là cải tạo lại cây này, đeo bón phân, đeo cái vòng. Thứ hai đó là vắt lá vào chỉnh lại bông tán. Thứ ba đó là có lẽ rằng nếu như sửa được cây này, chấp nhận được phôi để xem có ý tưởng nào hay hơn không. Bởi vì các bác nhìn, các bác tưởng tượng là các bác tưởng tượng nếu chơi mặt này thì tôi không nói nhá, chơi mặt này này thì tay cành ở đây thì không nói nhá. Nhưng mà những cái này nó hơi vô duyên. Các bác nhìn tí nó vật lá các bác sẽ thấy cái phần này lên nó chia đôi hơi vô duyên rồi này. Cái tay này nó quá vô duyên. Đấy, mặt này mặt chính cũng được nhưng mà cái này lại cũng vô duyên. Và đây tôi vặt ra để các bác xem cho dễ. Cái si lá bây giờ thì chẳng khác như lá tai chuột, nhưng không phải lá tai, không phải si tai chuột các bác nhé. Si tai chuột làm gì có cốt như này, nói luôn cho vuông như vậy. Các bác nhìn thấy những cốt nặc to này là đừng bao giờ gọi là tai chuột nhé. Nhưng lá nó giống tai chuột là do cơm nắng bên dưới thôi, khắc khổ thôi. Rồi, dựng lên là các bác nhá. Action. Action. Cắt luôn đi chẳng. Xem nào.
Đấy các bác nhìn. Ngày xưa là chơi mặt này này các bác này. Chơi mặt này thì đây một ok một phơm vế chứ thôi không gọi là vai, gọi như vai vai nhiều quá các bác lại phản nàn. Đây thì bên này nó đang lép. Lép tôn sửa tôi. Đấy. Lép tôn sửa tôi. Thì bây giờ là cái chính là mình phải xác định là chơi mặt nào là chính các. Nếu chơi mặt này mà chính nhá thì được phần bệ, nhưng mà tay cảnh thì gần như là không có giá trị. Không có giá trị. Thế mà chơi chơi mặt này. Đây mặt này. Mặt này là mặt chính với mặt này thì là cũng như nhau trước sau đây. Thì bên này lép quá, chỗ này lép quá. Thì chắc là phải đục vào phần này đi. Đục thêm phần này đi nữa. Cắt vào phần này. Đấy. Thế thì bên này được cái coi như một cái tay đây. Nó phân ra bên này rồi. Thế bên này thì sao? Bên này không có, bên này phải nuôi cái này thôi. Nuôi cái này. Và đâu ghê nhỉ. Và chắc phải ra, chắc phải cắt cái này đi để cho nó phân tách cái phần ngọn này đi. Phân tách phần ngọn này đi. Đâu nhỉ. Đấy, làm cây nhiều lúc đau đầu lắm các bạn. Thế thì nhìn mặt này thì sao? Mặt này thì tay này thần tạm rồi. Này thần tạm. Đối với vẫn sẹo này. Suy nghĩ lắp nước xem sao. Nếu thay đổi được gì không? Nếu không thay đổi được gì thì là giữ nguyên. Nguyên. Nguyên hiện trường làm cây thiên nhiên. Đây, còn nếu mà chơi như này thì cũng có thể cắt bớt cái tay này đi. Cắt bớt tay này đi. Cắt bớt tay này đi và coi như đây một tay. Đây một tay. Đây ngọn. Tay này này. Thì những cái phần này phụ họa này, bỏ đi hết. Bỏ đi hết. Đấy, thì cái lúc đấy thì lúc đấy thì cái chỗ này nó hơi lép. Đẩy lên thì nó sẽ rõ hơn đâu. Ok, bỏ hết phần này đi, đẩy lên. Thì cũng tạm được, tạm được. Tạm được. Mặt này thì sao? Không khả thi là mấy các bạn. Đúng, ca này khó. Ca này khó. Tôi có tỉa sạch cái bên này nữa. Tận dụng một pha nào.
sẽ lấy ngọn ở đây. Đấy, khi nó to lên nó đỡ lệch cây, không lấy còn lệch cây nữa, không bị lệch cây nữa. Thu ngắn lại. Lần đầu tiên gặp một cây là bí đấy các bạn, cây này bí. Mà nếu cây này mà nuôi sổng ấy thì xong lâu rồi, thì có ý tưởng lâu rồi, mình nó có những cái tay cành nó vọt lên thì mình có những cái ý tưởng mới nó hay. Bây giờ nó vẫn như vậy, dậm chân tại chỗ đâu mà không thể triển khai được những ý tưởng mới, không có dữ liệu, nó vẫn sẽ còn như thế này thôi. Thì bây giờ là nhờ cả vào cái đống phân lợn này thôi, sau này nó biến tướng ly thì có những cái ý tưởng hay hơn thì ta làm. Đấy, như vậy là hiện tại là cái khả năng cao là đi theo cái hướng này các bác nhá. Thôi tận dụng cái tay này là một phía nhá, gọi tạm gọi tay một đi. Cái tay này là để đẩy phía bên này, cổ ngọn lấy phần âm giật lên đây. Đấy, thế thì đây, khi cả mà bên này
nó to, nó đầy ngang vào đây thì nó cân cân cây, cần cây lúc ấy nó sẽ đỡ lại cái này. Cái phần này thì chị sau bỏ đi, mình sau bỏ đi đấy, và cái ngọn này nó lên được thì nó sẽ kéo cái tầm về trục này, nó không còn bị lệch như lép bên này như này. Các bác tưởng tượng như này đấy, khi cái này nó to nó đảm đương được, nó ngang, không cần ngang, nó chỉ cần bằng này, cái này chỉ cần bằng này thì nó sẽ không còn bị như này nữa. Các bác nhìn nhau đấy. Còn cái về phía bên này sẽ phải bỏ cái miếng này đi. Bỏ miếng này đi. Vít cái tay này thấp xuống chút. Thôi, sơ bộ là như vậy. Bây giờ thì lắp phân thôi các bạn. Lắp phân thôi, chứ chưa thể làm gì hơn được cái cây này. Ấm no hạnh phúc rồi. Đấy, gọi là trong vào trong giới già giàu sang rồi. Sống trong nhung lụa rồi. Đấy, từ nay bệ bại tha hồ phát triển đi. Đấy, đặc sản nhà giàu mới được hưởng đấy. Đấy, phân phân lợn qua xử lý thì đấy, nói với các bác là lần đầu tiên gặp qua mà bối rối, cũng chẳng biết làm gì hơn với cây này cả. Mặc dù dáng dấp rất đẹp, rất thích nhưng mà khó làm. Có những cây rất thích rất đẹp nhưng khó làm các bác. Đấy, thì có những bác sẽ táo bạo đến mức là giờ để nguyên này, cắt nguyên cái phần này nuôi cái tay đây, xong hạ thấp cái thân trực này, làm hai tay một ngọn, đấy, chọc lóc luôn, coi như vứt đi. Đấy, thế nhưng hơi dở là cái nó có cái sẹo đằng trước này. Thì thôi, tôi sẽ tận dụng và sau này nó lên bóng sẽ đẹp thôi. Cây này lên bóng rất là đẹp, bản chất nó rất là thụ mà, bệ bãi cho đến được khẩu độ nó rất là thụ. Mỗi tội là hơi khó làm chút thôi. Hơi khó làm thật tinh xảo, chứ cây này làm bóng thì rất đẹp. Đấy, chỉ có cái phương án như tôi vừa làm là tối ưu thôi. Cây nào nó to, cái cây này nó thật to lên, nó còn cỡ này là được. Xong rồi giật cái cổ ngọn lên đây. Cái này là ngọn nhé. Cái này không dùng là ngọn, ngọn phải ở đây. Để cho nó có độ chuyển luôn, nó không bị lệch cây, nó lại kéo lại luôn được. Đấy, PC. Thôi, cứ nuôi trường kỳ đó. Bây giờ cho ăn này, quảng như cũng quên đi một thời gian, đôi năm thì lại bắt đầu cắt cút. Bây giờ hứa sẽ không đụng cây này nữa, bởi bây giờ có đụng vào không có ý tưởng gì hơn. Sau này nó phóng tay cành ra thì ta thoải mái sáng tác. Ok các bác nhé, cái chậu đẹp. Hẹn gặp lại các bác tương lai gần với cây này các bác nhé.